tham quan tìm hiểu về Sâm Ngọc Linh là một trong những cái mục đích của phiên chợ Sâm ở Nam Trà My. Cho nên như quý vị thấy thì hai vị khách hàng này đã mua sâm ở bên kia, tuy nhiên là vẫn có thể tìm hiểu các loại sâm khác nhau. Dạ, không phải đâu, xin cần kể cho biết thời gian không? Vì thức mua quá anh chị nó còn có việc ở đây thì mình đợi mát đó. Em căng cho mấy anh chị yên tâm đi. Cái trừ mấy anh chị trong cổng ngồi trời thì mưa ấm nát quá nè. Ấm nát quá mấy anh chị trong cổng hết sức chạy. Nhỏ quá hả? Cái lái nhỏ lớn hơn xem em được lớn cho. Xăm nhé, để trứng giò xăm. Trứng giò. Anh chị ở đâu vô đây? Hưng Yên. Hưng Yên vô đây. Hai vị khách đáng yêu lại mua thêm một lượng sâm khá là lớn rồi. Wow. Một buổi chiều đầy may mắn đối với các tiểu thương tại phiên chợ sâm. Chúng ta cùng theo dõi nha. Đây là cách bảo quản sâm thông thường của các tiểu thương này. Hiếm khi nào mà việc mua bán sâm diễn ra khá là nhanh chóng như thế này, và đặc biệt là những vị khách có nhu cầu lớn về sâm. Đây, đây là hộp sâm này, là hộp sâm. Ở đây có hàng chục cái gian hàng sâm như thế này, mỗi gian hàng thì đều có đầy đủ các hạng sâm, từ loại 1 cho đến loại 6, loại 7. Đấy, cho nên khi mà mình thấy cái loại sâm mình nào nó phù hợp với cái khu nhu cầu mình nhất thì mình có thể mua ở nhiều cái cơ sở khác nhau. Đó là một cái điều rất là thuận tiện ở phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra hàng tháng tại Nam Trà My mọi người ạ. Những vị khách đầu tiên vào buổi chiều ngày hôm nay nhìn rất là phong cách ạ. Đây là cơ sở Hải Thủy mà. Điều đặc biệt mình nhận thấy ở phiên chợ là các chủ cơ sở cung cấp rất là nhiệt tình cho khách hàng của mình. Mình đi lại gần một tí nha. Cũng là
thì mình nhỏ tùy theo size để mình lựa chọn đó anh. Lấy một cái nè. Không không, mình mua mình dài như thế. Thì em cũng tùy, để em cũng cho anh nhiều sự lựa chọn, anh chấp thôi nha. Không không, anh mua mình dài như thế. Dạ. Đi em chụp cho anh. Em đứng đây hả? Mười sáu củ một ký loại sâm này. Khách hàng đang tìm hiểu về loại sâm 16 củ một ký. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.